Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Lý Hướng Chiết, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1992 tại Nam Ninh, là một nam ca sĩ nhạc pop, diễn viên điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc đại lục, đồng thời là thành viên của nhóm nhạc nam Cosmos. Anh tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Lý Hướng Chiết sinh ra ở Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Ngay từ khi học trung học, anh đã có mong muốn trở thành ca sĩ. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Lý Hướng Chiết đã đậu chuyên ngành biểu diễn âm nhạc tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Thời còn là sinh viên, Lý Hướng Chiết cũng rất tích cực tham gia các hoạt động và vác cuộc thi. Anh đã giành được giải giọng ca xuất sắc nhất trong cuộc thi ca múa nhạc Quảng Tây lần thứ 7. Ngoài ra, Lý Hướng Chiết còn rất thích chơi bóng rổ và trượt ván. Năm 2014, anh đầu quân vào công ty văn hóa Thứ Nguyên Hàng Châu và trở thành nghệ sĩ theo hợp đồng. Sau đó, anh được đào tạo về nghệ thuật và trở thành thực tập sinh của Cosmos. Sau 3 năm làm thực tập sinh, năm 2017 nhóm nhạc nam Cosmos được thành lập và Lý Hướng Chiết là một trong số 7 thành viên nam của nhóm. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc cũng như hoạt động của nhóm nhạc, Lý Hướng Chiết còn thử sức mình trong cả lĩnh vực phim ảnh. Bước chân vào giới diễn viên từ năm 2016, tính đến nay Lý Hướng Chiết đã sở hữu gần 10 vai diễn có cả điện ảnh và truyền hình. Các bộ phim mà anh tham gia có thể kể đến như Lang Hoa Nam Thần, Mật Vụ Bóng Tối, Kiếm Võng Ba Phiên Ngoại Tứ Hải Lưu Vân, Trúc Mã Dương Cầm Sư. Tham gia đóng phim từ năm 2015, sau 3 năm. Năm 2018, Lý Hướng Chiết đã có cơ hội thử sức trong vai trò nam chính của một bộ phim hiện đại Lang Hoa Nam Thần, trong vai nam chính An Hy Đạt. Phim đã khai máy vào năm 2018 tại Khẩn Đinh, Đài Loan. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại phim vẫn chưa có lịch chiếu chính thức. Trong thời gian chờ đợi vai nam chính của Lý Hướng Chiết lên sàn thì trong năm 2020 anh còn xuất hiện với vai nam phụ trong bộ phim Em Nghe Thật Ngọt Ngào. Lý Hướng Chiết trong vai nam phụ tổng tài bá đạo Tạ Phi cũng là đại thần lồng tiếng Tạ Vô Thường, theo đuổi nữ chính vô cùng điên cuồng và mãnh liệt. Em Nghe Rất Ngọt Ngào khai thác chủ đề giới lồng tiếng, kể về người mới trong giới lồng tiếng Hạ Tiểu Ninh do Tôn Nghệ Ninh đóng, tình cờ bị đại thần ẩn giấu thân phận trong giới là Cố Thần Vũ do Triệu Chí Vĩ thủ vai tuyển làm trợ lý. Từ đó, từng câu chuyện giờ khóc giờ cười xảy ra, cũng bắt đầu mối tình đẹp đẽ giữa hai người. Em Nghe Rất Ngọt Ngào với sự tham gia của dàn diễn viên Triệu Chí Vĩ, Tôn Nghệ Ninh, Lý Hướng Chiết, Trần Thi Mẫn. Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 5 tháng 11. Ngoài các hoạt động phim ảnh, mảng âm nhạc của Lý Hướng Chiết vẫn hoạt động rất tích cực. Năm 2018, anh tham gia chương trình Thanh Nhập Nhân Tâm của đài truyền hình Hồ Nam. Ngoài ra còn tham gia thể hiện các bài hát nhạc phim trong nhiều bộ phim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.